Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Nhờ sức hút của Tiêu Chiến, Ngọc Cốc Dao chưa phát sóng đã nổi tiếng ra nước ngoài. Trong trailer của Ngọc Cốc Dao, Tiêu Chiến trong tạo hình bạch y, hóa thân thành thời ảnh Thế Tử Tang, giới cao ngạo lạnh lùng. Sự tương tác giữa cặp đôi chính, cảnh khóc nhập tâm cùng lòng tiếng với giọng thật của Tiêu Chiến càng khiến người xem thêm phần mong chờ bộ phim. Không chỉ khán giả tại quê nhà Trung Quốc kỳ vọng, thích thú sau khi xem trailer, giúp những từ khóa liên quan về tác phẩm liên tục góp mặt trên hot show Weibo và ngay cả thị trường nước ngoài, bộ phim của Tiêu Chiến cũng leo lên top trending thứ hạng thứ 3 toàn thế giới. Trên YouTube, trailer Ngọc Cốc Dao đã thu hút gần 100.000 lượt xem, hơn 7.000 lượt thích và 1.300.000 lượt bình luận. Điều này cho thấy dù chưa ra mắt, nhưng bộ phim đã tạo được chú ý với khán giả nước ngoài. Thế nên sau này khi Ngọc Cốc Dao phát sóng, hướng phát triển ra thị trường quốc tế trở nên vô cùng tiềm năng với những số liệu khởi đầu như thế này. Từ bình luận của hầu hết dân mạng nước ngoài, về cơ bản họ đều mong đợi bộ phim, từ tạo hình bạch y cho đến lời thoại bằng giọng thật của Tiêu Chiến. Tất cả những gì liên quan đến nam diễn viên đều nhận được cơn mưa lời khen. Tuy nhiên, nhiều người lại cảm thấy rằng nhan sắc Tiêu Chiến nhỉnh hơn rất nhiều so với nữ chính. Sợ rằng khi phim ra mắt sẽ chẳng thể tạo ra cảm giác kết đôi, phản ứng hóa học tốt giữa hai nhân vật chính. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.